Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với kênh Việt Tên Nóng khám phá ra ngày hôm nay sẽ có những tin tức gì hot nhất được nhiều người quan tâm nhất. Quý vị hãy đừng quên đăng ký kênh để cùng theo dõi những video tiếp theo. Thưa các bạn, ngày mà tro cốt của cố ca sĩ Phi Nhung được lên máy bay về đất Mỹ gặp con gái ruột đã làm cho bạn bè và người hâm mộ vô cùng thương tiếc. Để tưởng nhớ dòng ca bông điên điển, quản lý cũ của cố ca sĩ Anh Đỗ Minh Trí có bài chia sẻ như sau. Lúc đầu nghĩ là phải gửi con Hằng nói chuyện cho ra nhẽ. Phi Nhung của tôi nằm xuống mà nó còn tru tréo kêu ngạ quỷ không siêu thoát. Con này con kia thì mắc gì tôi phải đàng hoàng kêu nó bằng chị. Người vừa nằm xuống buổi trưa, tối nó lên live stream chửi. Đời người ta nó không sống, nhưng tới tận lúc người ta chết, nó cũng chẳng để người ta yên. Nhưng thôi, nghĩ lại thì, nói với nó thì nói làm gì. Nó không lại miệng phun nọc mà nhân danh chính nghĩa ấy. Trang Trần gặp Hồ Văn Cường muốn làm rõ việc này. Mới đây tuyên bố của bà Phương Hằng về tiền thưởng của giải quán quân giọng hát Việt nhí và tiền cát xê của Hồ Văn Cường được nhiều người tán đồng. Theo bà Hằng, quản lý của Phi Nhung phải có trách nhiệm khi cố ca sĩ qua đời. Nếu cô không trả tiền, bà sẽ chuyển tiền cho nam ca sĩ để giúp đỡ. Sau phát ngôn trên của CEO Nguyễn Phương Hằng, Trang Trần đã lập tức đến nhà của Hồ Văn Cường để livestream làm rõ mọi chuyện. Cựu người mẫu cảm thấy rất bực bội khi cố ca sĩ bị đồn thổi những điều không hay. Trong livestream, Trang Trần gặn hỏi mẹ con Hồ Văn Cường có nhờ người khác đòi tiền giúp hay không. Mặc dù nam ca sĩ đã trả lời là không, tuy nhiên cựu người mẫu vẫn muốn giải thích. Trước hành động của Trang Trần, cư dân mạng rất khó chịu và cho rằng hành động của cô rất khó chấp nhận. Hơn nữa, việc cách xê của Hồ Văn Cường cũng không hề liên quan đến cô. Tuy nhiên, cựu người mẫu lại khẳng định mình không làm sai. Hôm nay, Hồ Văn Cường đã xác nhận trên fanpage đã nhận 180 triệu tiền thưởng, tiền cách xê và cố ca sĩ Phi nhung cho thêm 500 triệu. Được quản lý trực tiếp gửi và ngưng hợp đồng với Hồ Văn Cường từ đây. Hồ Văn Cường đã nhận tiền cát, C cùng 500 triệu quản lý ca sĩ Phi Nhung thông tin đã gửi trực tiếp 180 triệu tiền thưởng cho Hồ Văn Cường, sau khi trừ thuế, mong chấm dứt ổn nào từ nay để cố ca sĩ Phi Nhung được an yên. Anh Chí mong mọi người đừng nhắc đến tên Phi Nhung để nữ ca sĩ được yên nghỉ thời gian gần đây. Anh Chí không lên tiếng chuyện của cố ca sĩ Phi Nhung và ca sĩ Hồ Văn Cường vì chính anh đã đề nghị Phi Nhung nhận Cường làm con nuôi không ngờ giờ đây nó lại là nỗi oan ức của chị cuối cùng cũng đã bàn giao xong số tiền của em cường hồ văn cường cũng đã xác nhận trên fanpage như sau dạ con xin chào quý khán giả cô chú anh chị và các bạn phải đến tận hôm nay con xin được nói một vài lời về việc giữa con và mẹ nhung thật sự bản thân con chưa bao giờ muốn vì mấy chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm hai mẹ con con cũng có đôi lời xin gửi đến cô hằng con xin ghi nhận và cảm ơn thiện trí của cô đã lên tiếng về vấn đề của con và quan tâm con con xin được đính chính con không nhớ ai con cũng không liên hệ anh nhâm hoàng khang và chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy con mong mọi người không hiểu sai rằng con tìm nhờ anh ấy như lời anh ấy nói với cô hằng sau khi quản lý ca sĩ phi nhung giải quyết ồn ào trong em đẹp với hồ văn cường với số tiền thưởng tiền cắt xê và 500 triệu như của ca sĩ phi nhung đã hứa lúc sinh thời đến tối cùng ngày cựu siêu mẫu xuân lan có dòng trạng thái như sau đã giải quyết xong chuyện em hồ văn cường tặng thêm 500 triệu từ lời hứa của chị nhung chị vẫn chọn cách bảo vệ con cho dù con đúng hay sai đó là chuyện riêng nhà chị nhung hãy nên tôn trọng chị bên cạnh đó ca sĩ nguyên vũ có bài chia sẻ như sau vấn đề của hvc đã giải quyết xong tiền đi hát của em ấy sẽ chuyển vào sổ tiết kiệm do mẹ em ấy đứng tên. Bên cạnh đó, em còn được nhận 500 triệu tiền mặt do mẹ Phi Nhung cho riêng. Vậy là mọi chuyện nên khép lại hãy để người đã mất an lòng ra đi giờ này chắc tâm lý mất đi người thân yếu mất đi chỗ dựa tinh thần cũng khiến em ấy hoang mang trầm cảm rồi. Hãy vị tha bao dung như đúng tinh thần mà người mất lúc còn sống đã làm. An nghỉ Phi Nhung yêu nhé. Một khán giả đã để lại bình luận như sau. Chuyện khui về hát Isa thì còn tin. chưa tới khui chuyện nghệ sĩ rồi tới HVC là thấy bà si yêu này có mục đích riêng rồi, chứ chẳng phải chỉ nghĩa gì chuyện trong nhà chưa lo xong mà lo chuyện bao đồng HVC, đúng là CEO bao đồng. Tôi không tin nghệ sĩ từ thiện, cũng chẳng tin CEO bao đồng, tôi tin sự thật. Nợ nhau kiếp này đến đòi nó khổ thế đấy chị Nhung ạ. À. Và tối 11 tháng 10, ca sĩ Quế Vân đã đăng dòng trạng thái với thái độ bức xúc như sau. Trong số những đứa con mà Phi Nhung nhận nuôi thì HVC là một nghịch tử, đến đòi nợ và gây cho nữ ca sĩ phải chịu tế ngoan. Cho đến lúc qua đời vẫn chưa được yên, chị chỉ đam mê và yêu ca hát. Chị muốn giúp đời, giúp người, thực ra là chị nợ đời, nợ người, cho dù mình có tốt đến mấy cũng chẳng được ghi nhận họ chỉ đón nhận điều trị cho họ mà không biết trả ơn an nghỉ chị nhé đã có người thay chị giải quyết xong rồi coi như món nợ nghiệt xuyên tình mẫu tử được hóa giải xin hãy câm mồm lại đừng ai nói gì nữa cái bọn ngứa mồm hãy im đi nhé để người dân được bình yên mô phật có tài khoản đồng quan điểm với nữ ca sĩ nói rằng é e tức cái nhà thằng hvc này lắm luôn đó chị từ ba mẹ đến nó mặt mũi tâm địa gian xảo mà không hiểu sao vẫn bên nó không có cô nhung là thì làm gì còn nó ngày hôm nay mà nó cư xử như một tháng mất dạy nó nhận tiền xong nó mới bay đặt giải thích thời hóa ra không đưa tiền cho nó là nó vẫn sẽ im lặng để mặc người ta sâu xé mẹ nuôi nó. Cốn nạn đến thế là cùng. Quý vị đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Được làm con nuôi Phi Nhung Hồ Văn Cường nên trân trọng. Sự việc bắt nguồn từ bà Hằng liên tục gọi tên cố ca sĩ Phi Nhung đề nghị quản lý Phi Nhung trả hết tiền thưởng lẫn cát. CDH 5 năm cho Hồ Văn Cường khi cô vừa qua đời cách đó vài giờ. Ca sĩ Mỹ lại chia sẻ, Phi Nhung là người đáng yêu, lương thiện cố ca sĩ nhận nuôi vài chục đứa trẻ mà không thể biết trước việc nhận con nuôi phức tạp như thế nào khi vừa làm mẹ vừa làm cha phải nai lưng ra cày sâu tôi thấy mình quá nhỏ bé trước bà mẹ vĩ đại này khán giả đừng nên so sánh hồ văn cường với phương mỹ chi vì phương mỹ chi là một hiện tượng nếu không có cố ca sĩ phi nhung hồ văn cường rất khó ở lại với nghề kiếm được tiền và đi lưu diễn cát xe của ca sĩ hát dân ca không cao đâu cả phương mỹ chi nếu không có quang lê dẫn dắt độ nóng của em ấy cũng chỉ được thời gian đầu thôi tiếng mẹ thiêng liêng lắm nếu không thể xứng đáng để gọi là mẹ thì một người mà mình thọ ơn cũng phải trân trọng và không bao giờ được quên bên cạnh đó quế vân mắng hồ văn cường là nghịch tử hãy sử dụng cụm từ món nợ nghiệt xuyên tình mẫu tử cô còn chê trách mẹ đẻ hồ văn cường cho rằng mẹ nào con ấy lương thế thành nói về tiền giữa thời điểm nhạy cảm sau khi chuyện tiền cắt xê giữa hồ văn cường và quản lý cố ca sĩ phi nhung đã giải quyết xong những nghệ sĩ nổi tiếng đã nêu cảm nghĩ của mình như sau lương thế thành nói về hai mặt của đồng tiền đồng tiền có thể giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống nhưng nó cũng dễ dàng làm tha hóa con người. Nhạt, tiền, tiền, tiền. Có bình luận chỉ trích Lương Thế Thành khi anh tham gia vào việc không liên quan, Thâu lỗ với Hồ Văn Cường khi đáng tuổi con những ý kiến khác lại bênh vực Lương Thế Thành. Bài đăng của anh không chỉ đích danh ai, quy trục chửi bới là vội vàng, vô lý. Ngay sau đó, anh xin phép xóa bài đăng. Mọi người hiểu sai ý tôi nên hơi nhạy cảm, nếu để sẽ không hay trong lúc này. Xin lỗi mọi người về sự sơ suất này. Được biết vào chiều ngày 11 tháng 10, cộng đồng mạng dậy sóng khi gia đình Hồ Văn Cường đã nhận đủ số tiền thưởng, tiền cắt xê và 500 triệu tiền của ca sĩ Phi Nhung hứa cho riêng khi Cường đủ 18 tuổi. Vì sao anti fan bà hàng muốn tẩy chay Hồ Văn Cường? Trước ồn ào về tiền cắt xê của Hồ Văn Cường, các thành viên trong gia đình, nữ quản lý và con nuôi của Phi Nhung là Thiên Ngân cũng lên tiếng để bảo vệ của ca sĩ. Tuy nhiên điều khiến nhiều người khó hiểu là tại sao ca sĩ Hồ Văn Cường lại không lên tiếng trong việc này. Vì thế, một bộ phận cộng đồng mạng, đặc biệt là trong hội Antifan bà Nguyễn Phương Hằng, đã xuất hiện các bà đang kêu gọi tẩy chay Hồ Văn Cường. Họ thậm chí còn dùng những lời lẽ không hay để chỉ trích nam ca sĩ. Tuy nhiên bên cạnh đó, rất nhiều người cũng lên tiếng cho rằng hành động này là không đúng. Một số bình luận văn minh đều quan điểm là bảo vệ Phi Nhung nhưng không có ý định tẩy chay Hồ Văn Cường bởi đó là điều của ca sĩ không muốn nhìn thấy. Mặt khác, Hồ Văn Cường cũng còn rất trẻ, mọi người không nên tấn công vào những thiếu sót của cậu bé. Được biết, quản lý ca sĩ Phi Nhung chia sẻ đã gửi trực tiếp 180 triệu tiền thưởng cho Hồ Văn Cường sau khi trừ thuế, mong chấm dứt ồn ào từ nay để cố ca sĩ Phi Nhung được an yên. Để đây chứ không có mất mát gì mà hơi chị tôi mất rồi để cho chị tôi yên. Đừng có lập phạm gì trong gia đình tôi, đừng có nói gì cho chị tôi. Thưa quý vị, quý vị thấy những thông tin ngày hôm nay mà chúng tôi đã chia sẻ có thú vị không ạ? À? Hãy tiếp tục đồng hành và ủng hộ kênh Việt Tinh Nóng bằng cách giúp kênh đạt được 60.000 lượt theo dõi trong vòng 90 ngày quý vị giá. Xin cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của tất cả quý vị.